Huyền Bố dừng thi nhan sắc sau 6 lần trượt. Mới đây, Huyền Trang, bạn gái cầu thủ trọng đại đã xuất hiện trong livestream trên trang cá nhân để trò chuyện và tâm sự cùng người hâm mộ. Kể từ sau khi trượt trung khảo Miss World Việt Nam, Huyền Trang cho biết cô sẽ dừng không đi thi các cuộc thi nhan sắc nữa. Mặc dù buồn nhưng Huyền Trang cho biết, cô rất vui khi được các thí sinh cùng cuộc thi yêu mến và tâm lý cũng khá thoải mái vì được đi chơi, trải nghiệm và làm quen nhiều bạn bè mới. Cô cũng không ngại khi bị mọi người gọi là dành cả thanh xuân để thi hoa hậu bởi bản thân cô cảm thấy thích khi được thử sức tại các cuộc thi. Tuy nhiên hiện tại, cô cảm thấy bản thân đã đủ trải nghiệm mà muốn dừng lại để theo đuổi những mục tiêu mới trong cuộc sống. Nguyễn Huyền Trang sinh năm 1996 tại Hà Nội. Cô từng tham gia 6 cuộc thi nhan sắc trong đó có nữ hoàng trang sức, hoa hậu đại dương, hoa hậu hoàn vũ Việt Nam và mới đê tê nhất là Miss World Việt Nam. Mặc dù thi nhiều nhưng tên tuổi của Huyền Trang chỉ thực sự được chú ý khi công khai tình cảm cùng cầu thủ trọng đại U23 Việt Nam. Mới đây trọng đại xóa hết hình ảnh huyền trang trên trang cá nhân làm giấy lên tin đồn cả hai đã chia tay sau đó trong một bức ảnh mới nhất của huyền trang trọng đại đã để lại bình luận khen bạn gái khiến nhiều người cho rằng cặp đôi chỉ đang giận dỗi chứ không hề chia tay như đồn đoán